Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, ở trong video ngày hôm nay rất đặc biệt, Tiến Dũng sẽ test thể theo lời đề nghị của một số các khách hàng, các anh em đam mê audio thường nhắn tin, gọi điện cũng như là bình luận trên kênh của Tiến Dũng hỏi rằng liệu một chiếc âm ly Denon 1500 SE hàng bãi nội địa Nhật sử dụng điện 100V công suất nguồn là 295W thì liệu có cáng đáng được, tức là có kéo được hai cặp loa bầu 3 là 1 series 3 cùng lúc hay không? Và với hệ thống âm thanh này thì chúng ta có thể kết hợp thêm vang và micro vào để hát karaoke, giải trí gia đình không? Chính vì vậy video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ test thể theo lời đề nghị của các khách hàng ở tỉnh xa. Xin mời quý vị và các bạn, những anh em có cùng câu hỏi, quan tâm, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hệ thống âm thanh này. Tiến Dũng sẽ review sơ lược đến quý vị và các bạn về những thiết bị này, sau đó chúng ta sẽ cùng test âm thanh. Mẫu loa bầu 3 là một series 3 hàng bãi Mỹ với cấu tạo là một loa bát loại 20cm và hai loa chấp giấy loại 8cm. Loa này có công suất cực đại là 150W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Loa này có hai phiên bản màu đen và màu vàng. Chất lượng âm thanh cũng như là thông số kỹ thuật hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về màu sắc. Phiên bản màu đen với mức giá là 12.500 và phiên bản màu vàng với mức giá là 15 triệu. Đây là những sản phẩm tuyển chọn do các bạn hàng của Tiến Dũng ship trực tiếp từ Mỹ về. Quý vị và các bạn sẽ thấy nó rất đẹp, rất khác biệt so với những sản phẩm thông thường. Đây là dòng loa có thể sử dụng để vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Quý vị và các bạn có các không gian nhỏ tầm 20 đến 30 mét vuông, chúng ta chỉ cần sử dụng một cặp. Và các anh em có các không gian lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng hai cặp hoặc hỗ trợ thêm một loa subwoofer, tức là loa siêu trầm. Phía dưới này là một chiếc âm ly Denon nội địa Nhật. Đây là chiếc PMA 1500 SE. 1500 SE là một phiên bản rất đặc biệt do hãng Denon sản xuất tại Nhật. Chiếc này được sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng. Máy sử dụng điện 100V công suất nguồn là 295W với 4 sò MOSFET công nghệ UHC. Đây là dòng Super Audio, âm thanh của nó rất mạnh mẽ. Phía trên này là một chiếc đầu giải mã DAC FIO K7BT với mức giá chỉ 6.500.000. Tiến Dũng sẽ test với 3 thiết bị này trước. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp thêm vang và micro vào để hát karaoke test thử. Chiếc âm ly Denon 1500 SE với mức giá chỉ 14.500. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Tiến Dũng sẽ test âm thanh với hệ thống hai thiết bị này mà chưa có liên quan gì đến vang, micro cũng như là chưa kết nối loa sub. Ở đây loa sub tôi chưa kết nối. Các anh em có các không gian lớn hơn thì chúng ta nên sử dụng thêm một loa sub. Volume tôi chỉ nhích lên một chút thôi, rất mạnh. Với hệ thống âm thanh này cho âm thanh rất rõ nét, chi tiết và bass của nó rất lực. Hai cặp loa bầu này với mỗi cặp, trên mỗi cặp này là công suất cực đại 150W trên một thùng. Như vậy tổng hai bên là 300W và tổng hai bên là 600W. Chiếc âm ly này hoàn toàn có thể kéo được cùng một lúc hai cặp, không có vấn đề gì hết. Bây giờ thì Dũng sẽ mở thêm loa sub lên để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Hãy đăng ký kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những video do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Đây là âm thanh được kết hợp loa sub vào. Tâm hồn không phiền không sầu vì thơ ngây tóc xõa buông dài,
những âm thanh rất tuyệt vời của một hệ thống âm thanh được phối ghép rất ăn ý bởi âm linh đàn ông 1500 SE dòng Super Audio với hai cặp loa bầu. Với những anh em có các không gian nhỏ tầm từ 20 cho đến 30 mét vuông, chúng ta chỉ cần sử dụng một cặp loa bầu là vừa. Còn đối với những quý vị và các bạn, những anh em có các không gian lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng hai cặp cùng lúc. Và với những điều kiện tài chính cho phép thì chúng ta nên có thêm một chiếc loa subwoofer tầm bass 25cm cho đến bass 30cm là chơi rất thoải mái. Bây giờ Tiến Dũng sẽ khởi động vang và micro lên và chúng ta sẽ cùng test một đoạn karaoke với hệ thống âm thanh này. Tiến Dũng xin giới thiệu sơ lược đến quý vị và các bạn một số các sản phẩm khác trong video ngày hôm nay như sau. Chiếc âm ly đàn ông 1500R 25 mã có phân khúc giá bình dân hơn chiếc SE, mức giá chỉ 12.500. Chiếc phía dưới này bình dân hơn nữa là chiếc PME 1500R. Chiếc này có mức giá chỉ 11 triệu. Hai chiếc này sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 250W trên một chiếc. Tất cả đều là hàng về trực tiếp từ siêu thị Nhật với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Riêng đối với đàn ông 1500R 25 mã và 1500 SE là dòng Super Audio, là dòng âm thanh chất lượng cao. Phía trên này là một số sản phẩm cao cấp nữa đến từ thương hiệu Sansui như là Equalizer Sansui SE9 mức giá 11 triệu. Sansui G7000, đây là một chiếc receiver cao cấp đến từ thương hiệu Sansui Nhật Bản với mức giá 38.500. Phía dưới này là chiếc loa Superwoofer, loa siêu trầm đến từ thương hiệu Paladin hàng Canada, model PS1000. Chiếc này có mức giá 17.500. Một số các sản phẩm loa lời, loa toàn giải thì Dũng cũng đang có ở đây. Đó là loa bầu Cooper Series 3. Một cặp sẽ bao gồm hai cái như vậy. Loa này có công suất là 80W trên một thùng, trở kháng 8 ohm, mức giá 3.600.000. Phía dưới này là mẫu loa bầu rất nổi tiếng đến từ thương hiệu bầu. Đây cũng là dòng loa toàn giải. Đó là bầu 101. Loa này sử dụng một loa toàn giải loại 11cm. Mẫu này có hai phiên bản 45W là 3.600.000 và phiên bản 105W với mức giá 4 triệu. Tất cả là hàng Mỹ xịn thì Dũng cam kết zin và xịn. Thì Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng thêm một cặp tụ cản lời của Đức trị giá món quà này là 300.000. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn karaoke thì Dũng đã kết nối dây đổ sẵn. Lượt 1, 2, 3, 4. Với hệ thống âm thanh này chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một vang và một micro vào để thi thoảng hát karaoke giải trí gia đình. Phía trên này là chiếc vang Gutin Brabus 5FX. Đây là dòng vang số chỉnh tay, anh em thường gọi là vang cơ. Máy này sử dụng chip xử lý tín hiệu đến 48bit DSP. Dòng này cho âm thanh rất tốt, có đầy đủ các chế độ như là repeat, delay và reverb. Brabus 5FX của thương hiệu Gutin, hàng mới nguyên hộp, có mức giá chỉ 3.600.000. Phía dưới này là bộ micro đèn không dây của thương hiệu Gutin, model GMS900E. Với một bộ sẽ bao gồm hai cây micro như thế này, mức giá chỉ 6.200.000. Bây giờ Tiến Dũng sẽ bật chuyển mạch qua hệ thống này và chúng ta sẽ cùng test âm thanh karaoke. Lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một điều rất tuyệt vời ở hệ thống âm thanh này là khi chúng ta kết nối đúng kỹ thuật thì chỉ cần bật chuyển mạch sang là anh em sẽ nghe nhạc chuyên sâu, và bật chuyển mạch sang là micro và vang sẽ được kết nối vào hệ thống và chúng ta sẽ hát karaoke giải trí gia đình. Điều này rất quan trọng là bởi vì khi chúng ta nghe nhạc thì tắt vang đi và tắt micro đi để tăng tuổi thọ cho vang và micro cũng như là làm cho bài nhạc của chúng ta nó hay hơn. Lượt 1, 2. Với hệ thống âm thanh này chúng ta có thể sử dụng cho các không gian lớn tầm 40-50 mét vuông, bao gồm cả loa superwoofer. Lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lượt. Lần đầu gặp anh khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng. Vụng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi. Đường tàu mùa xuân ai biết anh đang mong chờ, tàu về tàu đi như mang theo niềm thương nhớ. Chợt buồn chợt vui em biết đâu anh hờn dỗi, má em ứng
đấy, khả năng chống hú rất tuyệt vời và âm thanh rất tuyệt vời của bộ micro đèn Putin sẽ làm quý vị và các bạn sẽ rất hài lòng. Đây là một combo âm thanh, chúng ta có thể chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Nhạc karaoke, nhạc remix, nhạc liên khúc hải ngoại chúng ta đều có thể chơi được. Những bản nhạc vàng sâu lắng như là của Giao Linh, Chế Linh, Thanh Tuyền cũng hoàn toàn có thể chơi được với khả năng trình diễn của loa bầu. Với hệ thống âm thanh này, khi chúng ta sử dụng có với các không gian nhỏ, anh em chỉ cần chơi một âm ly, một đầu giải mã và một cặp loa là đủ. Các không gian lớn hơn thì chúng ta cần thêm một cặp loa bầu nữa. Và phương án thứ hai, chúng ta lên thêm một chiếc loa subwoofer nữa thì âm thanh sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiến Dũng xin báo lại giá của các sản phẩm như sau. Cặp loa bầu 3-1 series 3 phiên bản vỏ vàng, hàng về trực tiếp từ Mỹ, zin nguyên bản tuyệt đẹp, series trùng số đúng cặp, mức giá là 15 triệu. Phía dưới là mẫu loa bầu 3-1 series 3, mức giá 12,5 triệu. Chiếc âm ly Denon 1500 SE dòng Super Audio, mức giá chỉ 14.500, mức giá rất ưu đãi trong đợt này. Phía trên này là chiếc vang Gutin Brabus 5FX, hàng mới chính hãng với mức giá chỉ 3.600.000. Micro đèn Gutin GMS900E với mức giá 6.200.000. Đầu giải mã DAC Fio K7BT với mức giá chỉ 6.500.000. Quý vị và các bạn mua thêm loa súp nữa thì với mức giá là 17.500. Chiếc loa súp này với mức giá là khoảng 18.500. Trong đợt này Tiến Dũng cũng phục vụ với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Hãy follow kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những video do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Xin chào và xin cảm ơn.